Chiều ngày 22 tháng 8, một kho kinh doanh trái phép khí N2O vừa bị đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa và đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và triệt phá sau khi kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết tại phường Thổ Quan, Đống Đa. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ khoảng 70 bình khí N2O các loại. Tổng trọng lượng khí N2O là 140kg tại kho. Do Đỗ Quốc Vượng, sinh năm 1989, trú quận Đống Đa làm chủ. Vượng khai nhận, số bình khí N2O này được thu mua trôi nổi trên mạng xã hội với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Sau đó, đối tượng bán lại với giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng để hưởng chênh lệch. Bóng cười là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O. Loại khí này khi hít vào, có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác sảng khoái cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử dụng N2O, có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, trí nhớ, hạ huyết áp, thiếu máu.